Thế thì cái hoạt động trên cơ sở là chúng ta đã nắm bắt những điều khoản từ bài giải bài bài thảo luận hôm trước, là từ khi mà chúng ta tiếp nhận yêu cầu khách hàng là điều khoản tầm chấm 2 đưa về một cái sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Chúng ta có thể là triển khai các hoạt động thiết kế và phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu khách hàng hoặc dựa trên nhu cầu thị trường là điều khoản 8.3. Sau đó thì chúng ta dựa trên tất cả những yêu cầu đó thì chúng ta bắt đầu phải mua những cái nguyên vật liệu, chúng ta mua cái vật tư, chúng ta có thể là mua những cái dịch vụ cung cấp đấy, ví dụ như là nhân lực, có thể là những là dịch vụ khác. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta mới có thể hoạt động tiến hành sản xuất được cung cấp dịch vụ được. Thế thì cái điều khoản này nó tập trung vào cái hoạt động là để kiểm soát sản xuất và cung cấp, quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ. Cái tiêu chuẩn có mấy cái yêu cầu như sau: là chúng ta phải tiến hành cái hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ dưới những cái điều kiện được kiểm soát. Đấy. Điều kiện được kiểm soát thì bao gồm những cái gì? Sự sẵn có các thông tin được văn bản hóa, mô tả các đặc tính của sản phẩm được sản xuất, dịch vụ được cung cấp hoặc các hoạt động thực hiện. Cái thứ hai là các kết quả cần đạt được. Cái vấn đề đây là gì? Giả sử ví dụ như là chúng ta tiến hành cần một sản xuất một cái mặt hàng nào đó, đúng không? Ví dụ như là chúng ta sản xuất 10 cái chúng ta sản xuất 1.000 một cái lô, 1.000 cái quyển vở chẳng hạn, tôi nói ví dụ thế. Thế thì quyển vở chẳng hạn, thế thì đấy cái, chúng ta phải có những thông tin được văn bản hóa khi cần thiết. Là sao? Là đặc tính của sản xuất là cái gì? Ví dụ chúng ta sản xuất chúng ta sẽ có một cái yêu cầu về sản xuất, một cái lệnh sản xuất hoặc là một cái kế hoạch sản xuất, ví dụ 1.000 quyển vở. Kích cỡ nó là như thế nào, bao nhiêu trang đấy, kẻ ô ly hay không kẻ ô ly, ví dụ như vậy, đúng không? Rồi là trang bìa thì in màu như thế nào, kiểu cách ra làm sao, vân vân đấy. Rồi là các kết quả cần đạt được ở đây là gì, là ví dụ bao bao lâu thì chúng ta phải hoàn thành được với một cái đơn hàng một khối lượng như vậy. Thì đấy là những sự các thông tin để chúng ta sẵn sàng. Thế thì cái thông tin ở văn bản hóa này như thế nào? Chúng ta cũng đã làm quen với cái khái niệm về thông tin dạng văn bản. Thì tùy trường hợp, cũng có trường hợp cần thiết về văn bản hóa, có những trường hợp không, đúng thì chúng tôi đã trao đổi rồi. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chúng ta chú ý là sự sẵn có, đúng không? Của thông tin, hoặc là xác định những cái yếu tố này khi mà chúng ta cần, thì chúng ta phải có những thông tin dạng văn bản như vậy. Thì có thể trong thực tế sản xuất, trong thực tế cung cấp dịch vụ, chúng ta có thể nó thể hiện những cái lệnh, có thể nó có thể hiện là những cái kế hoạch, vân vân, đúng không? Thì đấy là những cái yêu cầu như vậy. Hoặc giả sử đơn giản như là nói về một cái hoạt động dịch vụ đấy chẳng hạn, thì một cái thông tin sẵn có mô tả quá trình sản xuất là cái gì, thì đơn giản nó chỉ ví dụ như là một cái khách hàng đặt khách sạn này thì trong mong bao nhiêu đêm đấy, nếu phòng cái khoảng giá của phòng là như thế nào, có những cái dịch vụ đi kèm như là ăn trưa ăn tối hay là những dịch vụ như là dẫn tour du lịch hay không, thì đấy là những cái thông tin cần phải có, đúng không? Thì nó là thể hiện như vậy. Tiếp theo là sự sẵn có các nguồn lực tích hợp cho việc theo dõi đo lường, đúng không? Ở đây là gì? Giả sử như là chúng ta cần sản xuất thì chúng ta cần phải có những cái nguồn lực là gì? Máy móc thiết bị là gì, đúng không? Ví dụ như chúng ta có một cái lệnh sản xuất thì chúng ta phải xác định được là cái sản xuất này thì sẽ được sản xuất ở một cái máy như thế nào, một công suất của nó là bao nhiêu. Đấy, để chúng ta có cái việc là đáp ứng được yêu cầu về sản xuất. Giả sử ví dụ như là với một cái sản lượng là 1.000 quyển vở, tôi nói ví dụ như vậy, thì tôi chỉ cần một dây chuyền thôi, chẳng hạn một line làm trong vòng 3 ngày nữa là được cái tiến độ đặt ra, đúng không? Thế nếu như là nó lên 10.000 sản phẩm thì có thể rằng là tôi sẽ phải phải sử dụng đến 3 line dây chuyền, 3 dây chuyền chẳng hạn như vậy. Thì đấy là cái sự sử dụng nguồn lực. Hoặc ví dụ như là để một line đó thì tôi cần tối thiểu là bao nhiêu người. Đấy là trong cái thông tin mà chúng ta phải có những cái thông tin như vậy, có đầy đủ cái nguồn lực như vậy để làm. Một cái thứ hai là cái sự đo lường, đúng không? Cái nguồn lực đo lường nữa. Ngoài cái nguồn lực để sản xuất thì chúng ta phải có nguồn lực đo lường thế nào? Ví dụ như là sản phẩm sản xuất ra thì tôi cũng phải có những cái cân. Đấy, tôi phải có những cái thước để đo. Hay là tôi phải có những cái dụng cụ nào khác để đo, để áp suất, nồi nhiệt độ vân vân. Thì đấy là những cái nguồn lực thích hợp. Thích ở đây là gì? Tôi nói ví dụ như này. Ví dụ như là giả sử chúng ta cũng hình dung ví dụ như là bây giờ tôi sản xuất cái quyển một cái sản phẩm nó dài ví dụ 1,5 m, đúng không? Thế thì tôi tối thiểu là tôi phải cũng có một cái thước là phải dài hơn 1,5 m một chút thì tôi mới có thể đo được, đúng không? Chứ không thể là dài 1,5 m mà tôi lại lại chỉ có một cái thước 1,4 m, thì như vậy là cũng chưa đầy đủ cái nguồn lực để đo được.
hiện các hoạt động theo dõi và đo lường. Thì như vậy là trong quá trình sản xuất thì chúng ta sẽ phải thực hiện các hoạt động theo dõi và đo lường ở cái đoạn này thì không, đúng không? Thì ví dụ như là tôi nói ví dụ như quá trình mà chúng ta sản xuất vở thì cũng đầu tiên ví dụ như là phải cắt giấy, đúng không? Từ cắt từ giấy lớn hoặc là tôi sẽ phải in ô ly, in tổng kẻ và các giấy lớn, sau đó các khổ giấy lớn, sau đó thì tôi cắt nhỏ ra, cắt nhỏ ra thì tôi bắt đầu chia thành các tập, chia thành các tập xong bao nhiêu trang theo cái số lượng đã quy định, sau đó thì tôi mới đóng lại. Thì đấy là các giai đoạn của quá trình sản xuất một quyển vở. Cho nên ví dụ thế thì khi mà chúng ta trong từng giai đoạn đó thì chúng ta phải có những cái hoạt động theo dõi đo lường, đúng không? Ví dụ như là như vậy là sản phẩm in xong thì tôi cũng phải theo dõi đo lường xem cái chất lượng in đấy, những cái công đoạn in nó như thế nào, số lượng đạt được là bao nhiêu đấy, rồi các công đoạn chia cuộn ra, chia chia khổ ra thì chúng ta phải theo dõi đo lường trong quá trình như vậy, rồi đến quá trình chúng ta đóng tập đấy, vân vân. Thì đấy là những quá trình theo dõi đo lường. Hoặc ví dụ như là một cái dịch vụ cung cấp đi, như tôi nói quay trở lại câu chuyện về cái dịch vụ cung cấp như là khách sạn chẳng hạn, một cái dịch vụ khách sạn. Thế thì chúng ta đo lường gì, chúng ta khi mà khách hàng đến, chúng ta biết là như khách hàng check in vào ngày tháng năm nào, số lượng là bao nhiêu người, có đúng như là cái số lượng đặt hay không, đúng không? Rồi là khách hàng thì đặt phòng 2, phòng 3, phòng deluxe, phòng superior, vân vân. Thì chúng ta theo dõi xem cái việc nó nhận như vậy có đúng không, khách hàng đặt mấy ngày mấy đêm, vân vân. Thì đấy là những cái quá trình theo dõi đo lường. Sử dụng cơ sở tầng và môi trường làm việc phù hợp. Đấy thì như tôi đã nói ở trên thì nguồn lực là ví dụ như máy móc thiết bị rồi, thì chúng ta có thể là sử dụng cơ sở tầng, ví dụ nhà xưởng này, nhà rồi ví dụ như là môi trường làm việc. Ở môi trường làm việc thì chúng ta đã tìm hiểu trong cái yêu cầu về cái môi trường làm việc trong điều khoản 7.1.4. Thì tôi nói ví dụ như thế nào, môi trường làm việc là ví dụ như trong quá trình sản xuất, đặc biệt một số sản phẩm đặc thù thì người ta có đòi hỏi những cái yêu cầu về mặt như là nhiệt độ áp suất, đúng không? Hay là về một số thông số về độ sạch. Thế thì chúng ta cũng phải cung cấp, chúng ta phải sử dụng cái môi trường đó cho nó phù hợp. Chúng ta phải được những cái có những cái hạ cơ sở tầng và môi trường làm việc thích hợp theo đúng cái yêu cầu về quá trình sản xuất. Ví dụ quá trình sản xuất sản phẩm này yêu cầu nhiệt độ áp suất bao nhiêu thì chúng ta cũng phải vận hành được trong quá trình như vậy. Hay cơ sở tầng phải đòi hỏi nhà xưởng như thế nào, chúng ta cũng phải theo dõi như vậy. Ví dụ đặc biệt là chúng ta có thể thấy mở rộng ra như là mở rộng ra ví dụ như là dịch vụ. Thế trong trong quá trình mà chúng ta thấy là tìm hiểu điều khoản 7.1.4 thì nó về môi trường, thì trong video biết trên bản 2015 này người ta cũng nói đến cái môi trường ở một cái cạnh nào đó về mặt tâm lý. Ngoài môi trường vật lý là nhiệt độ áp suất thì chúng ta đã cũng đã quen rồi, nhiệt độ áp suất rồi độ sạch chẳng hạn. Thì trong cái phiên bản 2015 người ta cũng nói đến những cái gọi là môi trường về mặt tâm lý, đúng không? Thế thì tâm lý là sao? Tâm lý là ví dụ như là đặc biệt đối với dịch vụ chẳng hạn, thì ngoài khi mà chúng ta là một người sử dụng dịch vụ khách sạn thì ngoài cái cơ sở hạ tầng như chúng ta đã nhận được một cái phòng theo như tôi đặt, phòng giường đôi, có phòng tắm riêng, có ban công, rồi có tất cả mọi thứ, có wifi, có truyền hình cáp, đấy là cơ sở hạ tầng, đúng không? Có môi trường đây như là vật lý thì chúng ta đã hình dung ví dụ phải nhiệt độ, có máy lạnh thì phải đủ đảm bảo nhiệt độ mát này, đấy, độ ẩm, độ khô này, vân vân. Thế thì môi trường tâm lý đây là gì? Là khi mà tôi làm một, chúng ta hình dung sử dụng dịch vụ thì cái môi trường tâm lý rất quan trọng, đúng không? Ví dụ như là khi mà tôi tiếp nhận đến khách sạn thì ví dụ như cái người nhân viên từ lễ tân đấy đón tiếp, sau đó đến những cái bảo vệ, những cái người bảo vệ giúp tôi mang đồ lên phòng chẳng hạn, đấy, rồi đến người trực phòng giao phòng cho tôi, thì làm sao đó thì mỗi một cái chất lượng của một dịch vụ, ví dụ chúng ta phải được cái sự niềm nở, được sự một đón tiếp ân cần chú đáo, dịch vụ chú đáo, thì đấy là cái về cái vấn đề là chất lượng của dịch vụ. Thế thì làm sao đó cái môi trường, đúng không, ở một cái đơn vị cung cấp dịch vụ thì nó phải cung cấp được cái môi trường tâm lý làm sao cho tạo ra cái sự làm việc nó thoải mái, để tạo ra một cái sự làm việc trong cái không khí để mọi người không bị áp lực, thì nó sẽ dẫn đến cái chất lượng dịch vụ cao hơn là nếu như sức ép của sếp này, rồi trong cơ quan, trong công ty thì mất đoàn kết này, thì đấy là cái môi trường tâm lý. Thì đấy, chính trong cái điều khoản này người ta nói là chúng ta phải sử dụng đến cơ sở tầng một môi trường làm việc phù hợp cho việc vận hành các quá trình. Đó là ý nghĩa như vậy. Chỉ định nhân sự có năng lực. Đó thì cái này thì đương nhiên là sử dụng trong cái vấn đề là khi mà chúng ta sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ, đúng không? Thì chúng ta phải có những cái nhân sự có đủ năng lực. Năng lực ở đây là gì? Ví dụ như năng lực thì trong tiêu chuẩn thì nó xác định năng lực bao gồm thứ nhất là trình độ,
tức là trình độ học vấn, học thức, ví dụ như là anh là kỹ sư, anh là cử nhân, hay là anh là cao đẳng hay trung cấp, thì tùy theo cái vị trí công việc mà đòi hỏi thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái điều khoản 7.2 hôm qua rồi, hôm trước rồi. Thế thì đấy là cái năng lực, cái này về trình độ. Thứ hai là về kinh nghiệm, tích hợp, ví dụ như có những vị trí thì cần phải có 3 năm kinh nghiệm hoặc 2 năm kinh nghiệm hoặc 5 năm, ví dụ như vậy. Và một cái cuối cùng là kỹ năng. Đấy thì ngoài những cái trình độ về mặt kỹ thuật, về học vấn, về mặt kinh nghiệm thì phải có thêm một số những kỹ năng cần thiết khác, ví dụ như là kỹ năng sử dụng máy vi tính, kỹ năng nói tiếng Anh chẳng hạn, vân vân. Thì đây là những cái yêu cầu. Thế trong quá trình sản xuất như vậy thôi, khi mà chúng tôi đưa ra một cái yêu cầu lệnh sản xuất thì như tôi sẽ đòi hỏi những sản phẩm đặc thù thì tôi phải đòi hỏi là những cái nhân lực phải như thế nào, đúng không? Để được sử dụng cái nhân lực là có trình độ, gọi là cái theo cái năng lực chúng ta đã xác định như thế nào, đúng không? Đặc biệt ví dụ như là trong một số cái ngành như chúng ta dịch vụ chẳng thì chúng ta thấy rõ thôi. Ví dụ như là lễ tân thì phải có những cái năng lực thế nào, đúng không? Cũng phải có ngoại ngữ này, rồi lại cũng phải có ngoại hình khá này, vâng. Thì đấy là những cái trình độ gọi là cái chỉ định cái năng lực của nhân sự. Trong quá trình sản xuất thì một trong những yêu cầu kiểm soát thì trong tiêu chuẩn người ta gọi là xác nhận giá trị sử dụng và tài xác nhận giá trị sử dụng định kỳ, khi mà kết quả đầu ra không thể kiểm tra xác nhận bằng cách theo dõi hoặc đo lường tiếp theo. Cái này là như thế nào? Đây là cái trong cái tiêu chuẩn và cái trong tiêu chuẩn ISO 9001, từ trước, từ những phiên bản từ trước nay thì người ta vẫn gọi cái hoạt động này, cái yêu cầu này là một cái người ta gọi là một cái quá trình đặc biệt. Quá trình đặc biệt là gì? Tức là cái sản phẩm đầu ra nó không thể theo dõi đo lường ngay được, thì tôi phải kiểm soát nó bằng các hình, bằng các biện pháp của tôi tích hợp. Được, phải xác nhận giá trị sử dụng. Bây giờ xác nhận giá trị sử dụng là gì? Tức là tôi sẽ kiểm soát rằng với phương pháp làm việc của tôi đã xác định cái năng lực của nhân sự tham gia vào cái quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ đó được xác định cụ thể. Thì tôi tin rằng là với quá trình cũng cái quy trình đó và con người làm như vậy thì tôi sẽ khẳng định được là cái sản phẩm hoặc dịch vụ đầu ra của tôi nó sẽ phù hợp được với cái yêu cầu cần có. Đấy, người ta gọi là xác nhận cái quá trình đặc biệt. Đúng không? Và như vậy thì là xác nhận giá trị sử dụng là dựa trên cái quá trình tôi đã được xác định, dựa trên những cái trình độ của con người, của năng lực đã được xác định, dựa trên những máy móc thiết bị tôi đã được xác định, để tôi tin rằng đầu ra xác định những sản phẩm được kiểm soát. Và định kỳ tôi cũng phải tái xác nhận. Đấy. Thế thì cụ thể là như thế nào? Quá trình đặc biệt thì sẽ có một số, trong một số cái ngành đặc thù như thế này thì nó sẽ có một, chúng tôi gọi là nôm na là quá trình đặc biệt, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là nó gọi là một cái quá trình mà đòi hỏi xác nhận giá trị sử dụng. Ví dụ có một cái ngành nghề nó rất là đặc thù, nếu chúng ta cũng đã làm quen, đặc biệt các anh chị mà tôi thấy là trong cái danh sách đăng ký tham dự thì có một số bạn cũng học đại học bách khoa các thứ, thì chúng ta thấy là ví dụ như là trong một cái ngành hàn đi, ví dụ bây giờ hàn những cái đường ống áp lực đấy, làm cái nghề hàn chẳng hạn, tôi nói hàn đường áp lực, đường ống áp lực này, hay là hàn những cái thân vỏ tàu này, vân vân, thì nó là một cái quá trình rất đặc biệt. Bởi vì là chúng ta hình dung là hàn thì tôi không phải là lúc nào hàn xong tôi cũng có thể kiểm tra bằng tất cả những biện pháp hoặc là kéo nén hoặc hình thức nào đó để chúng ta khẳng định được cái chất lượng, đúng không? Thì dẫn đến là tôi sẽ phải có những quy trình công nghệ hàn, tôi phải có kiểm soát với cái việc tay nghề hàn đó, thì tôi sẽ phải tay nghề là cấp hàn như thế nào. Đấy, hàn là thợ hàn là như thế nào, đấy, cái quá trình là gì, cái thiết bị chúng ta sử dụng của hàn là cái gì, thì chúng ta sẽ tin rằng là với tất cả những hoạt động như vậy thì sẽ được hàn được cái sản phẩm, sẽ được hàn được những cái mối hàn nó đạt được chất lượng. Đấy, đặc biệt có những mối hàn là chúng ta hàn xong là rất khó, có thể là bằng các biện pháp như siêu âm, bằng những biện pháp quang phổ vân vân để chúng ta đánh giá được chất lượng toàn bộ, mà chúng ta chỉ có thể đánh giá được điển hình thôi. Thì đấy, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề con người, tin tưởng vào máy móc thiết bị, tin tưởng vào cái công nghệ, cái phương pháp đã làm được. Đấy, thì chúng ta thấy là ví dụ như trong cái nghề hàn chẳng hạn thì có những cái ngành thù là đòi hỏi là ví dụ như là thợ hàn phải có tay nghề. Đấy, thì dẫn đến với là có những cấp chứng chỉ nghề hàn bậc mấy, rồi là những chứng chỉ hàn rất đặc biệt dành cho những ngành tàu hỏa, ngành tàu thủy này, vân vân. Thì đấy là những cái quá trình đặc biệt. Hoặc tôi nói giả sử thôi, ví dụ như là một cái quá trình cung cấp dịch vụ. Đối với quá trình cung cấp dịch vụ là quá trình diễn ra liên tục, thì chúng ta không thể, ví dụ khách hàng đến đến nhận khách sạn sử dụng dịch vụ khách sạn, hay khách hàng đến sử dụng dịch vụ nhà hàng, hoặc khách hàng đến sử dụng dịch vụ đào tạo, thì đương nhiên là
cái kết quả cuối cùng. Tôi ở khách sạn xong thì mới là kết quả cuối cùng mình đo lường được, mới đánh giá được, đúng không? Thì rõ ràng là trong toàn bộ quá trình sử dụng khách sạn của tôi đó thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái gì? Tức là quy trình, đúng không? Quy trình là sao? Tôi đến khách sạn thì có một quy trình tiếp đón rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp. Rồi nhân sự tôi xác định được là nhân viên lễ tân phải có những cái trình độ gọi là năng lực như thế nào, tiếng Anh, rồi những kỹ năng cần thiết khác, đúng không? Bảo vệ như thế nào, trực buồng ra làm sao, rồi là điều kiện kiểm soát, ví dụ như là quy trình này, rồi cái cách thức hướng dẫn tổ chức đón tiếp, rồi những cái kỹ năng về chào hỏi khách, vân vân. Thì tất cả những cái đấy sẽ tạo ra cho cái sự hài lòng của khách hàng ở cái khía cạnh như thế. Đấy thì chúng ta chú ý. Thì đấy là cũng là quá trình rất đặc biệt, đúng không? Bởi vì là cuối cùng thì mới biết được cái kết quả đấu ra, khi mà khách hàng họ đi rồi họ mới không hài lòng thì lúc bây giờ là cái dịch vụ của chúng ta đã không đạt yêu cầu rồi, đúng không? Thì nó không đạt. Đấy. Hoặc dịch vụ đào tạo, thế tại sao là chúng ta đăng ký một cơ sở đào tạo chẳng hạn, thì chúng ta thấy là quy trình tiếp đón học viên này, rồi những cung cấp thông tin một cách rõ ràng này, rồi trình độ của giảng viên này, của những người hỗ trợ quá trình được xác định một cách rõ ràng, thì nó sẽ tin tôi và tất cả những cái đó được thực hiện một cách bài bản theo đúng quy trình, thì tôi tin rằng là cái kết quả dịch vụ đầu ra của tôi nó cũng sẽ đáp ứng được yêu cầu nào đó. Đấy là quá trình đặc biệt. Thực hiện các hành động phòng ngừa theo lỗi con người, cái này cũng rõ rồi. Thì chúng ta ví dụ như là trên cơ sở chúng ta, cái này thì nó hết sức liên quan một cái, nếu mà chúng ta chúng ta đối chiếu lại cái yêu cầu trong cái phiên bản ISO 9000:2015, người ta có một cái xác định cái rủi ro, đúng không? Thế thì trên cơ sở chúng ta nhận diện những rủi ro trong quá trình, thì một trong những cái rủi ro có thể dẫn đến là do lỗi con người, do rủi ro từ phía con người mà, đúng không? Rủi ro thì xuất phát từ 4M: máy móc thiết bị, phương pháp, nguyên vật liệu, con người, và một cái y nữa là trao đổi thông tin. Thì đấy là một cái hành động có thể sai lỗi cho con người, nó sẽ rủi ro đó. Thế thì chúng ta có những thực hiện theo những cái biện pháp đã kiểm soát để chúng ta phòng ngừa sai lỗi cho con người. Hành động về phòng ngừa do sai lỗi con người là có thể như này. Giả sử là cái quá trình sản xuất này của tôi nó phức tạp, đúng không? Tôi sợ rằng là người công nhân có thể bỏ sót thao tác, ví dụ như thế, thì tôi có thể là tôi sẽ dùng rất nhiều biện pháp để phòng ngừa cái sai lỗi con người, là tôi sẽ treo và tôi dán những cái hướng dẫn sự thao tác, những cái quy định thao tác lên trước mặt bàn làm việc chẳng hạn, thậm chí là những cái thao tác khó tôi có thể là sử dụng những cái video để hướng dẫn. Thì đấy gọi là những cái thực hiện hành động phòng ngừa để sai lỗi cho con người. Thực hiện các hoạt động thông qua giao hàng và sao giao hàng, thì cái này thì chúng ta cũng là sẽ cái hoạt động giao hàng và sao giao hàng, tức là thông qua là chúng ta sẽ tìm hiểu vào cái điều khoản là 8.6, đúng không? Và sau đó cái hoạt động sao giao hàng thì nó cũng sẽ có điều khoản tương tự, nhưng mà đấy là các hoạt động tiếp theo trong quá trình mà chúng ta sau khi sản xuất thì chúng ta sẽ có hoạt động thông qua cái hoạt động kiểm tra xác nhận giao hàng và sao giao hàng, thì tôi sẽ tìm hiểu tiếp ở phía sau. Trong quá trình ở đây thì cũng quay trở lại một chút để tôi giải thích lại, không vì lại quên mất, là trong cái điều khoản mà chúng ta cũng thấy ở đây, tức là xác nhận giá trị sử dụng và tái xác nhận giá trị sử dụng, như tôi đã nói là một cái quá trình đặc biệt. Một quá trình đặc biệt này thì chúng ta theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 và những phiên bản trước đây của tiêu chuẩn ISO, thì nếu như theo cái đặc thù của chúng ta mà không có, tức là chúng ta không kiểm soát, không bắt buộc phải kiểm soát những cái tổ này, thì chúng ta hoàn toàn có thể tuyên bố lại trừ. Ví dụ một sản phẩm nào đó, thông thường như tôi nói, ví dụ như ban nãy một cái ví dụ về quyển vở đi, quyển vở sinh, thì sản phẩm đầu ra rõ ràng ta có thể kiểm soát được, đúng không? Chúng ta có thể kiểm soát được, ví dụ như là bằng cách đo chiều dài, chiều rộng, kích thước này, chúng ta kiểm tra về cái trang in này, chất lượng của trang in, ô ly, vân vân, rồi thì hoàn toàn chúng ta có thể kiểm soát được những cái thông số đó trước khi chúng ta ra hàng. Thì cái việc đó là chúng ta có thể hoàn toàn tuyên bố loại trừ. Đấy, thì để chúng ta quay trở lại cái để chúng ta xem xét cái việc là có thể loại trừ được cái điều khoản này. Tức là theo yêu cầu của tiêu chuẩn thì nó sẽ gọi là 8.5.1.F, 8.5.1.F. Thì đối với cái điều khoản này thì cũng rất nhiều tổ chức khi mà chúng ta áp dụng là chúng ta có thể hoàn toàn loại trừ, khi mà chúng ta lý giải được một cái sự tích hợp trong việc loại trừ đó.